Đây, xin tổng kết với mọi người. Đây có khoảng 1 tiếng rưỡi cả bát cả chơi. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Wild & Kate Adventure. Hôm nay tụi mình sẽ đi bắt ngao ở Nelson. Bây giờ tụi mình sẽ chuẩn bị lên đường. Mình sẽ quay lại vlog cho mọi người xem. Mời mọi người cùng theo dõi với tụi mình nha. Xin chào các bạn, mình là Yos và vợ mình là Key. Tụi mình là Yo & Key, Wild & Kate Adventure. Đến với channel của tụi mình, các bạn sẽ được trải nghiệm ngắm nhìn những cái chuyến đi chơi, những hành trình đi cắm trại ở những địa điểm đẹp nhất ở Úc. Xin mời các bạn hãy đón xem. Thì cái chuyến đi này của tụi mình á, là tụi mình đi 3 xe. Xe của mình này, rồi 2 xe phía trước mình nữa. Thì để cho cái tiền trong việc liên lạc với nhau á, thì tụi mình sẽ liên lạc qua cái radio này. Đó, trên xe mình cầm một cái, rồi mình đưa cho hai em của mình ở phía trước một cái cầm tay. Một xe một cái cầm tay để liên lạc cho dễ. Rồi bây giờ mình thử test radio trước khi đi nhá. Chiến ơi, nghe không em ơi? Em nghe lên ơi. Ok. Ben nghe không em ơi? Em nghe lên đây. Rồi lên đường nhá. Lên đi chưa hả? Ok em. Rồi bây giờ tụi mình sẽ lên đường nhá. Anh ghé cô đồ xăng kìa nhá. 10 giờ mới mở cửa bạn. Đâu mở sớm mà. 6 giờ sáng mở rồi. Nó tên là gần, nó tên là gần nhau. Này, tụi mình mới chạy ra cây xăng của Costco để đổ đầy xăng để chuẩn bị đi Nelson. Đổ xăng ở Costco thì cây xăng này cây xăng mới á, cho nên vừa sạch mà vừa tiết kiệm hơn so với ở ngoài nữa. Mà nhất là xe mình đổ dầu này thì nó rất là rẻ luôn. Giá dầu hiện tại là 1 đồng 48, còn giá xăng là 1 đồng 42, xăng 91. Rồi, bây giờ tụi mình chuẩn bị lên đường đi Nelson đây. Hẹn gặp mọi người nha. Tụi mình mới dừng lại ở đây. Đây là cái chỗ Information Center này để tính mua đồ souvenir. Mấy cái đồ huy hiệu hoặc là mấy cái dán áo quân á. Mà nó đóng cửa mất rồi, buồn ghê. Tại mình đi qua mấy cái thao là mình hay ghé mấy chỗ này. Tại trong này hay bán mấy cái huy hiệu gắn trên mũ hoặc là mấy cái logo của cái địa điểm này để dán lên trên áo. Nhưng mà hôm nay là đóng cửa mất rồi. Thôi, để dịp khác. Đấy, đợt này đang Noel, đang Christmas ở Úc, cho nên vẫn còn cái thống. Có ông già Noel đứng này. Ông già Noel đi giao qua xong rồi mệt quá về đây đừng nghỉ này. Quay cho mọi người coi này. Thấy chưa? Ok, rồi. Thì tụi mình bây giờ chuẩn bị lên đường đi tiếp. Thì có gì mình sẽ quay tiếp cho mọi người xem. Ở cái chỗ nghỉ chân này á, thì có mấy cái chỗ nghỉ ngơi. Trong này có cái chỗ nướng barbecue luôn này. À em, đi đâu vậy? Không, cái này của anh Kay Venture. Đây là YouTuber nổi tiếng Chili LS. Đù, hôm nay có dịp gặp nhau hả? Dạ, hay quá ta. Trời, rồi, em tính đi đâu? Anh tính đi Nelson bắt nghêu. Rồi con em? Tụi em đi chung đi bắt nghêu. Ủa gì hả? Ờ, anh tính đi Uluru mà nghe mày đưa đi Nelson thôi, anh quay lại đi Nelson mày đưa cho vui. Chung đi, đi chung cho vui ha, ok. Trên đường đi thì tụi mình có nghỉ lại ăn trưa ở nơi cái tiệm bánh pie này nè. King Pie, chưa? Đó, giới thiệu cho mọi người ai mà đi qua đây á, ăn thử nhá. Bánh pie của nó này. Cảm ơn phạt cho mọi người xem thử nhá. Ngon.
Giòn. Rồi, bây giờ tụi mình ăn xong tiếp tục đi. Xin chào mọi người, thì tụi mình đã tới Nelson. Đây là cái bãi biển mà tụi mình hay đi bắt pipi ở đây. Đó, hôm nay ở đây rất là đông luôn, trời nắng đẹp nhưng mà rất là đông. Mình mới tới thì mình mới bôi kem chống nắng đầy người luôn. Mọi người nhớ nha, kem chống nắng rất là quan trọng nha. Đây, mình sẽ quay cái cảnh cao bạc cho mọi người xem nó đông như thế nào nha. Đây, thấy chưa? Lúc này chắc tầm 12 rưỡi 1 giờ á, mà đóng chân này. Xe đầu túa từ ngoài kia lên này. Đó. Qua trời qua đất luôn. Đây. Đấy. Rồi. Tới đây mình sẽ quay cho mọi người xem một số cái thông tin nha. Ở cái bãi đậu xe này nha. Hôm nay mình đi á thì mình thấy rất là nhiều group Việt Nam ở đây. Thì không biết là ở đây có ai từ YNK Adventure không, thì mọi người comment ở dưới bình luận cho mình biết với nha. Đây. Đây là cái bảng thông báo này, trời nắng quá không biết mọi người có đọc được không. Đấy. Ok. Rồi còn đây là thông tin về bắt ngao ở vùng biển này. Đó là ở Venice Bay á, là chỉ được 2 lít với vỏ đấy nha, hình như là vậy. Còn ở đây là được 5 lít với vỏ này, còn không có vỏ á, là 1 lít yeah. Và chỉ được dùng hand và chân thôi, không được dùng bất cứ vật dụng nào cả. Mà giống như kiểu mấy cái đồ nhựa này nó, hoặc là mấy cái sàn nhựa đồ chơi trẻ em cũng không được nha, tuyệt đối không được. Nếu mà bị phát hiện là một là bị người ta la mắng, hai là sẽ bị phạt á, chỉ tay và chân thôi đó. Rồi nhớ kiểm tra license xem của mọi người còn hàn không nha. Đó, đây tất cả thông tin là ở đây rồi, mọi người nhớ kỹ nha. Và nhớ là bắt đúng số lượng người ta cho phép, chứ đừng bắt quá, mất công kiểm tra là bị phạt nặng nhá. Tại vì những cái chỗ này á, là dân châu Á như mình này là đi nhiều, cho nên là người Tây người ta để ý rất là nhiều. Cho nên là mình nhớ làm đúng luật thì sẽ không bị người ta kỳ thị và không bị người ta ghét nha mọi người. Với cả là mình làm như vậy thì sẽ bảo tồn giống loài để mà sau này những năm tới mình còn đi chơi, còn có thứ để vui bắt nữa chứ, đúng không? Với một người mà 5 ký như thế, 5 lít như thế này á là rất là nhiều rồi. Cho nên là mọi người cứ bắt đúng số lượng cho phép là được nha, chứ đừng bắt quá nha. Với cả mình cũng muốn chia sẻ thêm là cái việc mình chia sẻ những cái location mà đi săn bắt hải lượm như thế này cho mọi người á, là để cho mọi người có điểm đi chơi cho vui với gia đình bạn bè. Đó, thì nhiều người cũng nói mình là chia sẻ như thế này á thì sẽ coi như là chỉ điểm cho mọi người cái chỗ để mọi người bắt tới nhiều và rồi sẽ tuyệt chủng cái giống loài này. Nhưng mà thật ra mọi người phải nghĩ cái hướng tích cực hơn, là mình chỉ như thế này, mình khuyên mọi người thì ít nhiều á 10 người 3-4 người nghe những cái lời mình khuyên và bắt đúng số lượng cho phép là mình vui rồi. Còn hơn là mình không chỉ mọi người không biết chỗ đi chơi, rồi có những bạn không biết là phải bắt đúng như vậy, còn không sẽ bị phạt, thì người ta cứ làm bình thường thôi á, thì thành ra lại không tốt. Đó, thì mình mong muốn là mọi người sẽ làm đúng những cái gì mà người ta đưa ra, thì không ai sẽ ghét dân châu Á từ mình hết. Ok mọi người. Đây là nhóm tụi mình hôm nay đi bắt PP ở Nelson đây. Thì hôm nay có YNK Adventure. Đó. Và bên này là có VP. Ok, phía sau mình Chili. Rồi bây giờ tụi mình sẽ khởi hành. Không một... quang đâu anh. Quang một... nữa. À thêm quang nữa. Tại các anh dân bỏ đi rồi. Rồi bây giờ tụi mình sẽ khởi hành một chuyến đi hành xác đi bộ khoảng cỡ hơn 30 phút dưới cát trong trời nắng này. Thì mình sẽ lấy drone ra quay cho mọi người xem nha. Lần đầu tiên mà tụi mình đi ở đây á thì mình cũng thấy những cái trolley như thế này bon ở trên biển. Nhưng mà sao chuyến này đi á, không những gia đình mình mà những cái người mà mình thấy người ta đi ở đây á sắm cái xe này rất là nhiều. Thì không biết tại vì sao. Nhưng mà phải công nhận là nó rất là khỏe nha mọi người, có cái này đỡ lắm á.
Đây thì mọi người cứ đi theo cái lối mòn từ nơi cá phạc, xong rồi đi ra bãi cát trước, bãi cát ở ngoài biển trước, xong rồi ra tới đó thì mình sẽ hướng dẫn tiếp nhá. Lần này là mình sẽ quay video hướng dẫn cụ thể cho mọi người luôn. Rồi, để anh check một tay cho đỡ này. Đó, cái trolley này thì bị cái là đi qua mấy cái cầu thang này thì hơi cực này. Thấy chưa? May quá đợt đi chuyến này á, mình có nhờ hai thanh niên sức dài vai rộng. Thuê đấy. Thuê đấy. Hai thanh niên này là chút nữa phải đụt lọt một người là 5 lịch ngao. Thấy không? Thấy nghe 5 lịch ngao nghe đi hung hổ lên đấy á. Đây, mọi người xem một quả lên dốc này với cái trolley này. Nói hơi tục nhưng mà đẩy loi khu á. Nhưng mà chút nữa đi dưới cát là phê luôn á. Không có cái này là xách đồ là chết. Đây, biển ngoài này đây này mọi người. Thấy sóng biển đạt chưa? Đó. Đây, thì từ cái chỗ này á, mình sẽ đi thẳng xuống đây này. Xong rồi bắt đầu á, từ chỗ này á, mọi người đi qua phía bên trái này, đi phía bên này. Mà đi á, là phải hơn 30 phút cuộc hành trạc chuẩn bị bắt đầu. Wow, hôm nay gió quá trời luôn. Đây này, đi qua phía bên này này. Gió hôm nay trời nóng nhưng mà gió lành lắm. Mọi người chú ý đi ra ngoài biển này, thấy trời nắng nhưng mà nhớ mang thêm cái áo khoác để trên xe này cho chắc nha. Chứ không ra ngoài này một hồi mà ngâm nước á, trời ơi, nó lành lắm. Cái car park, cái chỗ đầu xe mà tụi mình đi á, là ở trên kia nhá. Xong cái đi xuống đây á, là đi vòng qua bên này này. Đấy, đi thẳng tới phía đầu kia, xa tụt mù, phải hơn 30 phút. Chắc ăn á, là mọi người sẽ phải ấn đồng hồ nhá, cho chắc nhá. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách bắt pipi ở Nelson nhé. Thì các bạn chỉ ngồi xuống như thế này, xong rồi đợi sóng biển nó lên á, thì khi mà nước biển nó rút xuống thì bắt đầu đó ngao á, nó sẽ lôi ra ngoài mặt đất và ngoài cát đó. Thì các bạn chỉ cần mò phía dưới móng á, tại lúc đó là cát ở dưới đó nó chảy xuống rất là nhiều đó, thấy chưa? Mình chỉ cần mò thôi là được 2-3 con rồi, bắt rất là dễ dàng, chứ không cần phải là lôi ra nước sâu nhá. Đó, cứ ngồi mò như vậy thôi. Đấy, thấy chưa? Và số lượng ngao nhiều lắm, cho nên là những con nào mà các bạn cảm thấy mà vừa, đó, như con đó rất bự này, những con nào đó, con này bự này, những con nào mà vừa thì bắt, còn những con nhỏ quá thì các bạn thả ra cho nó lớn lên. Đó, tại vì chịu khó đi xa, đó, thấy chưa? Là rất là nhiều luôn, nhưng mà phải chịu khó đi xa ít nhất á là cỡ khoảng 35 tới 45 phút là sẽ
kiếm được rất là nhiều ngao luôn. Này coi này, chuẩn bị này. Đó, một tay mình mò thôi mà qua trời rồi. Này, thấy chưa? Cạp nó còn đẩy mấy cái con bí bí này ra này. Đó, cho nên là bắt rất là vui luôn. Không có khó khăn gì hết luôn á. Cho nên là mọi người chịu khó đi xa thì cái thời gian mọi người bắt á, nó sẽ rất là nhanh. Bắt trong vòng cỡ khoảng 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng á, là đây một cái chầu, cái số 5 lít này. Đây, số này số mình sai 5 lít này. Đó, thì mang cái số này đi á, mình mua bẩn hình. Thì sai cái số này á, mình người thấy, người ta thấy á, thì người ta sẽ biết là mình bắt đúng cái số lượng cho phép, chứ không phải là bắt thêm. Còn những người ta sẽ sai những cái số 20 lít á, thì xách ở trên cảng rất là nặng và mệt. Đó, thì thay vì như vậy mình mua hẳn cả cái số 5 lít này, bắt mấy người đây người ta thấy người ta không than phiền thì mình đi chơi lại vui. Chứ mặc dù mình làm đúng luật, mình dùng cái số 20 lít mình bắt có đúng là 5 lít đi nữa, thì người ta nhìn vào người ta cũng sẽ nghĩ là mình bắt nhiều hơn, thì làm cho cái cuộc đi chơi của mình sẽ mất vui. Đây mọi người thấy chưa, cứ sóng biển lên cái mình mò cái là cứ có ngao lên bắt chơi, chứ không sợ có ngao đâu. Cho nên mọi người xem video mà ai mà còn chưa rõ cái địa điểm mà đi bắt ở đây á, thì nhớ liên hệ với mình, thả bình luận để mình biết nha. Đây, xin tổng kết với mọi người. Đây có khoảng 1 tiếng rưỡi cả bắt cả chơi. Tụi mình đi 7 người. Rồi hôm nay tụi mình bắt sơ sơ như vậy, từ ngày mai đi ra đây chơi tiếp. Lần đầu tiên câu cá biển. Lần đầu tiên câu cá biển luôn. Một cái con salmon. Bạn cuối cùng kết thúc chuyến đi đi bắt ngao ở Nelson. Thì thực đơn sáng nay lúc này là 1 giờ sáng hả? Yep. Có ngao sao y chô, ngao nướng mỡ hành và ngao xào me. Đó, có quầy luôn. Rồi bà chạy bỏ chết chưa? Thì nhân tiện đây thì YNK Adventure với là Chili và VB Family xin gửi lời chúc sức khỏe tới mọi người. Chúc mọi người một năm mới an khang thịnh vượng và điều may mắn. Cheers. Rồi, xin hẹn gặp mọi người vào những video tiếp theo và những chuyến đi tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã theo dõi tụi mình trong một năm qua. Xin tạm biệt mọi người.